cái cách mà em lập cái tờ khai. Thực ra hồi trước thì mình phải lập cái tờ khai tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp, và bây giờ em không phải phải nộp nữa, mà em tự, có nghĩa là tự mình tạm tính ra và tự tạm nộp. Và làm sao mà các quý của em thì em có thể tạm nộp bao nhiêu cũng được, nhưng đến trước ngày 30 tháng 1, ví dụ như công ty em phát sinh số thuế phải nộp khi quyết toán là 100 triệu, thì đến ngày 30 tháng 1 em phải nộp được ít nhất 80% là 80 triệu, thì em không bị tính những cái phần 20 triệu còn lại em phải nộp trước cái khi mà quyết toán, nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp nhé. Còn nếu như mà em mới nộp 70 triệu thì cơ quan thuế sẽ tính cho em là 80 triệu trừ đi 70 triệu là 10 triệu. 10 triệu đấy em sẽ bị tính chậm nộp từ ngày 31 tháng 1 cho tới ngày hạn nộp báo cáo tài chính, nếu như lúc đấy em mới nộp nhá. Đấy là cái ý nghĩa của nó. Và cái thứ hai nữa thì đặt câu hỏi ra là mọi người sẽ tính tạm tính như thế nào, thì rất có rất nhiều các bạn là bạn các bạn ấy hay 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 theo cái cách là các bạn lấy cái tờ khai thuế đầu ra ấy, các bạn trừ đi đầu của tờ khai thuế đầu vào, thì cái đấy như vậy là không đúng. Bởi vì là bản thân ví dụ như là em kỳ này em nhập vào đầu vào vào là 1 tỷ đối với công ty thương mại của em, nhưng đầu ra em xuất ra em còn để hàng tồn kho, làm sao em lấy được đầu ra trừ đầu vào. Có rất nhiều bạn là đang đang tính ở trên trên cái phương diện như thế, như vậy là không đúng nhá. Và cái thứ hai nữa thì có thể là những cái chi phí em không phát sinh kỳ này, chỉ ví dụ như mua một cái xe ô tô thì đâu đâu có phải là chi phí hết của kỳ này đâu mà lại trừ như vậy, đúng không? Thế vậy thì để tạm tính được thì có nghĩa là tạm thì nó phải mang tính chất là tương đối được khoảng bao nhiêu phần trăm đấy, chứ nó phải xem đúng không? Ví dụ như là đúng ra khi quyết toán của em là 10 triệu thì đây em phải tính được 7 8 triệu em nộp. Thế thì em bắt buộc mà để tính xem thì em bắt buộc em phải nhập hết chứng từ đầu vào đầu ra. Đối với công ty thương mại, đối với sản xuất xây dựng thì em cũng phải tính được giá thành hay tính được giá thành công trình các thứ, đúng không? Thế thì ở đây thì em vẫn vào kho em tính giá xuất kho bình thường nhá. Thì bây giờ của em là em đang tạm tính của năm, vì bây giờ cũng là 16 tháng 1 rồi, thì nó cũng là cái khoảng thời gian mà em cũng đã chốt được gần như là 99% rồi, đúng không? Chữ hóa đơn chứng từ rồi thì em chọn cho chị chỗ này là năm nay nhá. Năm nay kỳ tính ra lại thành là tháng, tính theo kho, tính tất cả các vật tư hàng hóa em tính xong. À, của em là bắt đầu 16 tháng 4 thì em để cho chị là 10 17 04/2018, nhấn thực hiện, nhấn no, không cần ghi. Dữ liệu của em nó nhiều nên hơi chậm tí. Sau khi mà em tính giá xuất kho xong rồi em kết chuyển, có nghĩa là lúc này là em cũng phải có chi phí nhân công các thứ xuất vào rồi, đúng không? Các chi phí nhân công cũng mà tương đối rồi, rồi khấu hao, rồi công cụ dụng cụ rồi các thứ là cũng phải phân bổ đầy đủ rồi. Chưa ấn phân bổ đúng không? Em ghi tăng chưa? Rồi chị sẽ hướng. Xong em kết thúc này. À, sau đó thì chị cứ tạm thời nhé. Chị cứ tạm thời là tính kết chuyển lãi lỗ đã, chứ mình coi như là tạm thời chưa tính gì đến công cụ dụng cụ, thử kết chuyển lãi lỗ xem là đã được bao nhiêu đã nhé. Và kết chuyển lãi lỗ nhấn thêm. 31 tháng 12 năm 2018, chỗ này em đang lãi 424 này, đúng không? Lương của em hết chưa? Ừ, hết tháng 12. Như vậy là coi như là của em chỉ có mỗi công cụ dụng cụ, tài sản thì trong kỳ không có phát sinh, đúng không? Thế hiện tại là em đang đang lãi là 424. Nếu giả dụ như là trong trường hợp mà mình không cân đối chi phí, mình mặc định rằng à tôi sẽ để lãi 424, thì em sẽ lấy 424 này em nhân với 20% là nó ra khoảng 48 triệu, đúng không? 40 à đâu? Nhân 20% là 84 triệu, khoảng 84 triệu. Thì lúc này cái 84 triệu này em sẽ nộp được ít nhất 80% là 8864, thì em nộp khoảng là trên 64 triệu, đúng không? Em sẽ thì đấy đấy chính gọi là tạm tính, đúng không?
vì là mình thấy là mình lãi, à bây giờ mình lãi là trong kỳ này mình sẽ lãi là lãi 424, lấy 424 này nhân với 20% ra số thuế phải nộp và nhân tiếp 8% là số ra cái số thuế mà em phải đem đi nộp trước ngày 31 tháng 1 nhá. Như vậy là chị đã hướng dẫn cho em là cái cách tính. Còn 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 ví dụ như em có cân đối hay là như thế nào thì mình sẽ quay ngược lại. Nếu như trong trường hợp mà em ra cái số như thế này rồi mà em còn cần cân đối nữa mà em chưa xác định đây là nó là cái số chốt ấy, thì em quay lại em cân đối xong, sau đó thì em mới bắt đầu em tính lại để em nộp nhá. Bây giờ chị sẽ hướng dẫn em tính cái phần công cụ dụng cụ.